Hello, xin chào cả nhà nhé. Cuối năm thì các nhà vườn ai cũng bận mải. Và chung không khí chuẩn bị đón Tết. Đây mình cũng đang chuẩn bị cho mấy cây này lên chậu đây. Điện máy chia sẻ anh em tí nhé. Nhìn móng này anh em đoán cái bệ nó trải dài bao nhiêu? To thử nha. 20 này, 40 này. Đấy, bệ trải khoảng 50 một cái cổ áo này. Cổ áo đường kính này, 20 luôn. Cây này mình làm mấy năm rồi. Phủ đẹp. Chưa hoàn thiện đâu, mới làm sơ sơ tay bông thôi. Nhưng mà quyết định là lên chậu để là làm tiếp anh em. Để cái góc bên này nhỉ, để mới đào được nửa đây. Đấy, anh em thấy triển vọng không? Nói chung đánh mỏng mỏng này là hợp lý đấy. Kim chậu là vừa đây. Cây cao tầm được khoảng 60 phân này. Vừa tầm anh em. Cây này khoái cái là cái rễ của nó, cái móng nó quạt này. Bộ móng quá đỉnh luôn. Móng quạt này. Đấy. Cái rễ ngày xưa cắt thì xong rồi nó bủng hết này. Bủng hết ra rễ mới này. Xuống đây chẻ này, chẻ móng này. Đấy. Bên này cũng vậy này, rất quạt này. Đây này, đường này thì cắt đi. Đấy, mỗi đường xuống dưới chân dưới này. Hầm hố, đúng không? Anh em thấy triển vọng không? Ổn đấy chứ nhỉ? Đấy. Đấy, bên này mình chưa đào. Đây tay thì mới lấy sơ sơ như này thôi. Mà lấy sơ sơ thôi. Phần nhánh tương đối đây. Xu hướng thì sẽ lấy cái này bay dài ra. Nuôi thằng này to ra tí nữa nhỉ. Tầm độ khoảng ngón tay bay dài ra tí nữa là đẹp. Phần cột ngọn. Phần cột ngọn lắc nhẹ nhàng. Nói chung là mềm mại nhỉ. Hơi chật để lấy bóng, khả năng nhịp sau video sau lên hẳn chậu thì chia sẻ lại với anh em. Đây này, đang hứng khởi đánh chuyển lên hình trước. Cây này thì anh em trên trước đây ấy là khi cắt phôi là mình cũng chia sẻ với anh em trên Facebook và TikTok nhà vườn Tuấn Vy rồi. Đợt này túc tắc kìa, chuyển đảo xong là tác nghiệp mấy cây vườn nhà thôi. Vườn mình thì chẳng chuyên một cái loại cây gì anh ạ. Tất cả luôn, đủ. Là hán này, xanh xì, tùng đủ. Khế thì ổi. Đấy, là xu hướng anh em. Những cái cây ăn quả này là xu hướng này. Xu hướng cho một vài năm tới. Khi xanh xì nó nhiều thì chơi cây ăn quả, vừa chơi thế mà vừa có quả để chén. Đây cây khế chua nhé anh em nhé. Khế chua luôn đấy. Đấy, ổn chưa? Rồi, chuyển cây tiếp theo bạn nhé. Khế thì mình cũng có 5-7 cây anh em. Đây chia sẻ tiếp anh em cây nữa này. Đây nhìn móng bóng qua cái hàng cùng này. Quá. Cây này
trồng ngay trước cửa nhà của mình. Làm cây này cũng thời gian là gần chục năm. Để nhìn bóng thoáng tập bóng để anh em xem nhé. Đây phần chân móng này. Chân móng của em đây, hai cây tử nha anh ạ. Cây tử thì tử nhỏ này. Hai cây tử. Nhưng cây tử xa này là khả năng là sau này là mình bỏ ạ. Mình bỏ, mình lấy mỗi cây tử bên kia. Đây anh em xem cái đường tay này. Đường tay trước đây mình xử lý này. Nhìn thế này nhá. Nhìn mà to lắm này này. Nhìn tay mình này. Đấy, to gấp đôi cổ tay mình luôn. Cái này trước đây mình phẫu này. Đây, mình phẫu này anh em này. Phẫu thì có cái đường tay như này. Cây này tổng bóng cao đến 3.5-4 mét anh em ạ. Mình chẳng lo là đã chính xác nhà áng chừng, bởi vì nó cao hơn hiên nhà luôn. Đấy, vanh gốc thì khoảng 8-9-10 gì đó. Nghĩa là mình chuyển cây này thì nó đang ra hoa nhỉ. Hoa muộn nhỉ. Nói chung là làm một cây ăn quả, tay bông của nó thì không thể răm dày được như xanh chi đâu. Làm này là tương đối. Dàn hoa này thì khẳng định với anh em là sau này ra quả. Nó rủ kín xuống để nhìn phê đấy. Đây là phần cổ ngọn này. Đấy, cổ ngọn đấy. Phần cổ ngọn là cũng lắc khá mềm mại nha anh em nhé. Quay đủ các góc, đủ các góc để anh em xem này. Rảnh rỗi quay cây vườn nhà chia sẻ với đồng bào tí. Quay mãi các nơi rồi, quay bao nhiêu nhà vườn, bao nhiêu triển lãm rồi. Ngày nay quay cây vườn nhà. Đấy, cái này là chiều nay nữa là lắp đèn nháy cho các cây này. Lắp bộ đèn nháy vào cây này chứ ok rồi. Góc cho anh em xem, cây cao mà mình lấy bóng xa nhé, cao lắm. Rồi mình chuyển cây khác anh em nhá. Đây một cây khí nữa mình cũng đánh chuyển được một nửa này. Đấy, hàng to này là phải đánh chuyển xong đến tháng 2 mới lên chậu được. Tay bông cũng tương đối anh em. Xem cái đường. Cổ ngọn. Cây này mình làm cái tay rơi này. Đấy. Tay rơi thả thõng lên. Để cảm giác luôn. Đường tay thì lấy tương đối để anh em. Đấy, lấy tay.
chưa bới hết gốc của nó ra. Cây này cây to chứ nó đánh chuyển kỹ. Này, đào xuống nửa này xong rồi vài tháng nhấc lên tiếp. Mình thử bóng chuyển cây khác nhé. Đây là anh em mà quan tâm đến khí lọng nhé. Đây. Đấy, mình đang làm cây này. Đây đường gốc này. Đấy. Đường gốc này đường kính khoảng hơn 10. Này là mình lấy cao gần 3 mét đây. Mình làm được hai đôi này các bạn, hai đôi khía lọng này là sang năm là lắp dàn sắt vào nữa là ok này. Còn đây dàn cây sắt này là cũng ấy rồi, cũng mấy năm mà mục rồi, mục rồi lấy dàn bông là cũng tương đối. Đây, cắt này. Nảy ác lắm, mùa này bắt đầu là thời tiết chuẩn bị sang xuân cho nên nó nảy ác lắm. Rồi vài phút chia sẻ với những người anh em và cây ở vườn nhà. Cây nhà thì còn nhiều loại anh em, đây này, kể cả la hán nha anh em nhé. Khung cảnh của nhà vườn. Rồi cũng chia sẻ với những người anh em, rồi mình xin phép là dừng máy tại đây nhé. Chúc anh em mạnh khỏe và đón Tết bình an nhé.